Ngày 22 tháng 8 năm 2011, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân Việt Nam đã tiếp nhận tàu hộ vệ tên lửa JPAC 3.9, được đặt tên là HQ-012 hay còn được gọi là tàu Lý Thế Tổ. Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thế Tổ hoạt động như thế nào, cấu trúc ra sao? Để trả lời cho những câu hỏi này, phóng viên truyền hình Tuổi Trẻ đã tiếp cận và cùng con tàu ra khơi ngay sau khi con tàu chính thức là của Việt Nam. Và những hình ảnh đó cũng chính là món quà mà truyền hình Tuổi Trẻ muốn đặc biệt dành tặng cho quý khán giả thân yêu của mình để đánh dấu ngày ra mắt giao diện mới tại địa chỉ tv.tuoitre.vn. Tàu hộ vệ tên lửa HQ-012 Lý Thế Tổ là tàu hộ vệ tên lửa số 2 quân chủng Hải quân tiếp nhận trong năm 2011. Trước đó đã tiếp nhận tàu HQ-011 Đinh Tiên Hoàng. Tàu do công ty Rostov-Bogne Export, Liên bang Nga sản xuất. Tàu có chiều dài 102m, chiều rộng 13,7m, lượng giãn nước là 2.100 tấn, chịu được cấp sóng 10-12, tốc độ là 21 hải lý một giờ, tầm hoạt động là 5.000 hải lý, trang bị tên lửa hải đối hải, pháo phòng không thế hệ mới nhất, ngư lôi, sân đỗ cho máy bay trực thăng chống ngầm, tuần tiểu. Là chiến hạm hiện đại bậc nhất trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam, chiến hạm Lý Thế Tổ sở hữu hệ thống vũ khí có uy lực tương đối mạnh. Thượng tầng cấu trúc của JPAC Lý Thế Tổ là các hệ thống radar phòng không đối hải. Hệ thống radar này sẽ phát hiện các mục tiêu trên không, trên biển, từ xa, đưa ra cảnh báo, đồng thời cung cấp các tham số cho các hệ thống vũ khí của chiến hạm tiêu diệt mục tiêu như hệ thống phòng không Palma, hệ thống phòng thủ tầm cực gần AK-630, hệ thống tên lửa pháo phòng không Palma có thể chống trực thăng, máy bay, tên lửa hành trình chống hạm. Palma gồm 2 pháo tự động 6 nòng 30mm AO-18KD, 6K30GSH và 8 tên lửa siêu vượt âm dẫn bằng laser Sonar-R. Palma có thể đánh chặn đồng thời 6 mục tiêu ở cự ly 200-8.000m và bay ở độ cao tối đa là 3.500m. Thời gian phản ứng của hệ thống là 3-5 giây. Pháo hạm đa năng AK-176M được sử dụng cho nhiệm vụ phòng không đối hải. Đối tượng của AK-76M là các mục tiêu mặt nước, mặt đất và trên không tầm thấp. Pháo bắn nhanh AK-630 gồm 6 nòng cỡ 30mm có tốc độ khai hỏa lên tới 6.000 phát một phút. AK-630 là lá chắn cuối cùng của JPAC, được sử dụng trong trường hợp hệ thống Palma không tiêu diệt hết các tên lửa diệt hạm đe dọa JPAC. Vũ khí uy lực nhất của JPAC Lý Thế Tổ là hệ thống tên lửa diệt hạm Uran-E. Tên lửa sử dụng trong hệ thống Uran-E là loại tên lửa chống hạm dưới âm bay sát mặt biển, sử dụng hệ dẫn quán tính giai đoạn bay giữa và radar chủ động giai đoạn cuối, có chiều dài 4,2m, đường kính là 0,42m, trọng lượng 630kg, đầu đạn 145kg, tầm bắn là 5-130km, tốc độ tối đa Mach 0,9. Việc tiếp nhận đưa vào sử dụng các tàu hộ vệ tên lửa thế hệ mới nhất hiện nay thể hiện sự quan tâm và tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Trước xu thế hội nhập và những tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại, cũng như những thách thức cả về an ninh truyền thống và phi truyền thống, việc mua sắm vũ khí trang bị mới, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế là xu thế khách quan, là việc làm bình thường của mỗi quốc gia để từng bước thay thế các trang thiết bị cũ, lạc hậu.